Chương 301, Tháp Vinh dự đón tiếp lâm. Bạch Liên Tuyết cùng Triều Thiên Gốc đến tục cùng đi địa phương nào, có lẽ chỉ có Từ Dương có thể tìm tới đáp án. Bởi vì Bạch Liên Tuyết trong cơ thể Thánh Liên chính là Từ Dương dùng sinh mệnh bản nguyên của mình rèn luyện kích hoạt, chỉ cần hắn nghĩ, nhất định có thể có được Thánh Liên bản thể cho ra đáp lại, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề. Chỉ thấy cần thu liễm khí tức, một lần nữa trở nên bình tĩnh trở lại, nhắm mắt ngưng thần ở giữa một điểm vô tâm, Cường đại tinh thần lực nháy mắt trải rộng ra toàn bộ không gian. Dùng phương thức như vậy kiểm tra thánh liên khí tức, Từ Dương cũng là lần đầu tiên nếm thử, nhưng hắn biết rõ, chỉ cần mình cùng Bạch Liên Tuyết song phương sinh mệnh lực vẫn tồn tại, loại phương pháp này liền nhất định có thể thực hiện. Quả nhiên, ở xa ở ngoài ngàn dặm nào đó một cái khu vực, thế mà đạt được thánh liên khí tức cảm ứng. Đi thôi, ta đã tìm được. Từ Dương nói xong cái thứ nhất phóng lên tận trời, sau lưng nữ đế bọn người theo sát phía sau hướng phía cái không gian này phía tây nam cấp tốc tới gần đám người rất mau tới đến một ngọn núi giả lân cận nhưng mà chung quanh nơi này không có một ai căn bản không có bất kỳ cái gì thánh liên khí tức chấn động tồn tại long không một mặt mơ hồ nhìn về phía từ dương lão đại ngươi sẽ không là coi trọng sai đi nơi này cái gì cũng không có a à. từ dương khẽ cười một tiếng nếu như dễ dàng như vậy liền có thể bị ngươi bắt được chỉ sợ hai người bọn họ đã sớm lưu lạc từ dương nói xong, một chưởng vỗ tại dưới chân khối này cự thạch mặt ngoài, khống chế lực đạo vừa đúng, cái này cự thạch bị chấn rạn nứt ra, nhưng ở giữa lại lông tóc không tổn hao. Rất nhanh đám người liền tại cái này cự thạch chính giữa nhìn thấy chính cánh triều thiên gốc hình dáng. Mà kia giãn ra trong cánh hoa ở giữa, bao bọc chính là đã rơi vào trạng thái ngủ say bạch liên tuyết thân thể. Hai người bọn họ đến cùng trải qua cái gì? Mặc dù nhìn qua cũng không có thụ thương, nhưng trạng thái dường như rất kém cỏi nha. Triều Thiên Gốc trước hết nhất kịp phản ứng, một lần nữa huyễn hóa thành hình người, đem bạch liên tuyết lưng sau lưng mình. Từ dương ngươi làm sao mới đến nha? Nếu là không có ta ở đây, liên tuyết nàng hiện tại đã vẫn lạc. Làm sư phụ của nàng, ngươi chính là như vậy bảo hộ nàng sao? Từ dương đối mặt Triều Thiên Gốc cái này một đợt trăng dậy, vậy mà một điểm phản bác chỗ trống đều không có. Các người đến cùng trải qua cái gì? Chúng ta đã vừa mới đem thác bạc vân chém giết. Triều Thiên gốc trên mặt lộ ra vẻ giật mình, nhưng hắn tin tưởng Từ Dương có cái này bản lĩnh, bởi vì bằng nàng cường đại sức quan sát, nàng đã cảm thụ được, Từ Dương khí tức trên thân cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Đây là một loại trải qua vô cùng thuần túy lực lượng tẩy lễ về sau mới có thể có đặc thù biến hóa. Là bắt tấn kiếm minh đoàn đội, hết thảy hơn 30 đỉnh cấp kiếm khách vây công hai chúng ta, nếu không phải ta phóng xuất ra bản thể huyễn cảnh, che đậy những người kia hai mắt, sợ là chúng ta hai cái đều nguy hiểm. Thì ra là thế, đã là như vậy, khi tất cả nghi vấn liền đều giải thích được, bắt tấn những người kia hẳn là còn tại. ầm ầm. Ngay tại Từ Dương vừa mới nói dứt lời công phu, trên bầu trời hơn 30 đạo kiếm tu hình dáng từng cái xuất hiện. Mà những người này chính là nguyên bản thuộc về Thác Bạc Vân bắt Tấn Kiếm Minh sau cùng nội tình, trừ bắt Tấn Kiếm Minh Minh chủ phong tụ không có dáng lâm bên ngoài, cái khác cấp cao nhất kiếm khách đã toàn viên đến đông đủ, mà những người này không thể nghi ngờ cũng là ngày đó Thiên Vân Tông đồ sát kẻ cầm đầu. Rất tốt, tất cả muốn giết người cũng đã đến đủ. Từ dương lạnh lùng nhìn xem những người này, mỗi khi bọn hắn phía sau kiếm khí phóng thích lúc đi ra, hắn liền sẽ bản năng nghĩ đến Thiên Vân Tông quá khứ. Hừ, từ dương, chỉ bằng các người những người này, nhất định là một con đường chết, từ bỏ chống lại đi. Lần này không đợi từ dương mở miệng, phía sau nữ đế bọn người đồng thời phóng lên tận trời. Khí Tức Kinh cũng nháy mắt bộc phát, đem cái này hơn 30 cấp cao nhất bắt tấn kiếm tu toàn bộ vây tại một chỗ. Lão đại, một trận chiến này liền để chúng ta tới đi, ngươi cũng là thời điểm nên nghỉ một chút. Long Khôn ánh mắt bên trong tràn ngập kiên định tia sáng, lần này Từ Dương không có ngăn cản bọn hắn, dù sao tu luyện là đối với mỗi người đến nói đều có ý nghĩa quan trọng, nếu như tất cả địch nhân tất cả đều từ mình đến giải quyết. Như vậy làm như vậy không thể nghi ngờ sẽ chậm trễ mình đoàn đội tất cả mọi người phát triển. Bây giờ Từ Dương đã kiên định tương lai muốn đi tu La Chi Lộ Tín niệm, bởi vậy hắn hy vọng bên cạnh mình những người này đều có thể mau chóng đạt tới độ kiếp đại viên mãn tình trạng. Ầm ầm. Trên bầu trời kinh khủng kiếm khí chấn động không ngừng truyền đến. Nhưng là lần này Từ Dương đoàn đội, mỗi người đều phát huy mình không thể thay thế tác dụng. Điểm này là liền Từ Dương đều không có chuyện trước hết nghĩ đến, bây giờ đoàn đội những người này rèn luyện, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh tình trạng đặc biệt là hàng Nguyệt năm tiểu hoa bọn hắn năm người tổ hợp lại với nhau, đã có thể cùng một độ kiếp đỉnh phong cảnh đỉnh cấp kiếm tu chính diện chống lại. quan Vân Kinh Thiên chém. Một tiếng vô cùng kinh khủng tiếng gầm anh ra, linh giao rốt cục tại thời khắc này bộc phát mình kinh khủng kiếm đạo nội tình, chỉ vừa đối mặt, đối phương ba tên thần anh đỉnh phong cảnh kiếm tu bị nháy mắt chém vỡ. Hoa nha. Thật mạnh thật mạnh, đều là đùi a. Lăng Thanh Xu nghe được bên người Long Khôn cái này sóng mông ngựa bản năng rung lập cập. Ta nói, ngươi vẫn là thiếu nói mấy câu đi, không ai sẽ đem ngươi trở thành câm điếc. Long Khôn Theo thời gian trôi qua, đối phương những cái này đỉnh cấp kiếm tu số lớn số lớn đổ xuống, cũng không thể thật cho từ dương đoàn đội mang đến bao lớn uy Hepper. Thẳng đến trong chiến trường còn thừa lại hơn 10 độ kiếp trung giai trở lên thực lực cường giả, những người này muốn hợp lực thôi động bắt tấn cấp cao nhất kiếm trận còn tại tụ lực giai đoạn, liền bị từ dương tùy tiện một bàn tay toàn bộ đánh bay ra ngoài. Tại chỗ phế bỏ kia mười mấy người một thân kinh thế tu vi. Trống trống, xem ra sau trận chiến này, Tam Thiên Đạo Châu lại không bắt tấn thế lực liên minh, bọn hắn tích lũy vài vạn năm nội tình, gần như đều đã vẫn lạc tại cái này tán tu mộ bên trong. Lăng Thanh Xu cảm khái một đợt, cũng chính là tại trận này sau khi chiến đấu kết thúc không bao lâu, Bạch Liên Tuyết dần dần tỉnh lại. Sư Tôn, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại các người. Từ Dương cười nhẹ sờ sờ Bạch Liên Tuyết đầu, đồ ngốc, ngươi có Thánh Liên Hộ Thể, chỗ nào dễ dàng như vậy có việc? hẳn là bị những kiến tu kia tản mát ra khí tức uy áp cho kinh đến, không có chuyện gì, đều đã qua. Từ Dương nhìn lướt qua tầm mắt cuối cùng, dường như ngay một khắc này, kia một đạo lóe ra hào quang bảy màu thông thiên chi tháp huyển hóa ra hình dáng. Các người nhìn, đó chính là trong truyền thuyết vô tận chi tháp tán tu mộ chân chính cuối cùng chỗ. Nhìn thấy kia ống ánh bảo tháp, một nửa tháp vị ẩn tại vân thiên đỉnh, trong lòng mọi người liền nhiều hơn một phần ngưng trọng cùng lo lắng âm thầm. Ta đột nhiên có một loại dự cảm. Cái này vô tận yêu ở trong tồn tại vô cùng tà ác lực lượng chi nguyên. Đó là một loại cất giấu mỹ hảo, chỗ sâu làm người tuyệt vọng lực lượng, lão đại ngươi xác định thật muốn đi. Long không khó được trở nên chững chạc đàng hoàng lên. Đó là bởi vì hắn từng tại trong giấc mộng của mình, cảm nhận được ta cùng loại lực lượng kinh khủng chấn động. Làm phượng hoàng một mạch truyền thừa lực lượng người sở hữu, nhiều khi Long không đối chung quanh sự vật cảm giác cấp độ sẽ cùng người khác rất là khác lạ, cũng có thể phát hiện những người khác không cách nào phẩm sờ đặc biệt thị giác. Ta quyết định sự tình, tuyệt sẽ không thay đổi, chỉ cần ta còn không có đổ xuống. Chương 302, 99 tầng đỉnh tháp Vô tận chi tháp một cái nghe vào vĩ đại mà thần thánh danh tự. Chỉ là đối với từ dương bọn người tới nói, cái tên này lúc này lại mang ý nghĩa vô cùng vô tận nguy hiểm. Nhưng là tất cả mọi người không có lựa chọn nào khác, bởi vì con đường này nhất định là thông hướng tán tu mộ cuối đường tắt duy nhất. Chờ đợi mọi người tiêu giao đạo quân, cũng là toàn bộ hành trình ở trong đám người muốn gặp phải cái cuối cùng bốt. Đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Nếu như có thể mà nói, chúng ta bây giờ liền lên đường đi. Từ Dương xoay người, sắc mặt bình tĩnh nhìn tất cả mọi người một chút, trên thực tế câu nói này cũng không có càng nhiều ý nghĩa thực tế, chẳng qua là Từ Dương cho mọi người cuối cùng một cái cổ vũ thôi, bởi vì liền xem như hắn, cũng không biết tiếp xuống sắp gặp phải là như thế nào hung hiểm. Yên tâm đi lão đại, chúng ta đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, dọc theo con đường này nếu như không có ngươi ở đây, chỉ sợ tất cả chúng ta đều đã chôn thay tại đây. Đã ngươi đã quyết định muốn khiêu chiến cuối cùng cái cuối cùng cửa ải khi mọi người chúng ta lại có lý do gì không duy trì ngươi đây? Huống chi đối với mỗi người đến nói, tu hành vốn chính là tràn ngập biến số, chỉ có có được một viên không bị chiến thắng tâm khả năng đạt tới điểm cuối cùng. Long không đám người lời nói đem đoàn đội sĩ khí hoàn toàn nhóm lửa. Tiểu tử ngươi lúc này câu nói này nói coi như đáng tin cậy, không sai ta ủng hộ ngươi. Lăng thanh su khó được nâng hắn một đợt, cho hắn cùng với khác người một cái vô cùng ánh mắt kiên định. Vung tay lên, từ Dương phóng xuất ra một bộ vô cùng thuần túy hai màu trắng đen giao nhau lực lượng, đem tất cả mọi người bao ở trong đó đằng không mà lên, Thuận Vô tận chi tháp phóng xuất ra tia sáng kia phương hướng bay đi. Càng là tiếp cận đạo ánh sáng này, đám người liền càng cảm thấy cái này Vô tận chi tháp khí tức khủng bố. Ông trời của ta, cái này uy áp quá cường đại. Quả nhiên không hổ là Vô tận chi tháp, đại biểu cho tán tu mộ lực lượng mạnh nhất địa phương. Nói thật ta hiện tại rất muốn nhìn một chút cái kia vô tận chi tháp chủ nhân, cũng chính là tiêu giao đạo quân người kia bộ dáng. Trên thực tế không riêng gì linh giao có ý nghĩ như vậy, những người khác cũng giống vậy. Khi tất cả người tới gần vô tận chi tháp phát ra kia đóa ánh sáng thời điểm, trước mặt một màn làm cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nguyên lai like cái này vô tận chi tháp cũng không phải là chính là đám người muốn khiêu chiến khu vực toàn cảnh, cái này vẹn vẹn chỉ là một cánh cửa hoặc là nói là một đạo thông hướng hoàn toàn mới thế giới môn hộ. Từ Dương bằng vào tự thân cường đại tu la lực lượng truyền thừa, rất nhanh liền từ cái này cánh cửa ở trong cảm nhận được liền hắn đều không thể nhìn trộm toàn cảnh không gian lĩnh vực. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời ứng đối bất luận cái gì khả năng xuất hiện đột phát nguy hiểm, ta đến đi trận đầu. Từ Dương nói xong, cái thứ nhất phóng xuất ra khí tức cường đại cùng cánh cửa ánh sáng kia ở trong tiếp dẫn khí tức tiến hành liên thông. Rất nhanh một vệt ánh sáng bao lấy từ dương thân thể, đưa nó vùi đầu vào không gian này ở trong. Hoan nghênh đi vào vô tận chi thác. Vẹn vẹn truyền đến cái này duy nhất một đạo tiếng vang, ngay sau đó từ dương liền cảm giác đầu óc của mình giống như là bị một loại đặc thù mà lực lượng thần bí hoàn toàn bao phủ. Theo sát lấy mắt tối sầm lại lần nữa khôi phục tầm mắt thời điểm, từ dương phát hiện mình nằm tại một tòa nhà gỗ ở trong. Ông trời của ta, nơi này đến cùng là địa phương nào? Vì sao như thế lạ lẫm? Thậm chí ngay cả ký tức đều không giống. Bản năng luồn lên thân đến nhìn quanh một phen trái phải, từ dương cũng không có ở chung quanh những cái này bố trí ở trong đạt được bất luận cái gì đáp án. Rơi vào đường cùng, từ dương đẩy cửa phòng ra đi ra căn này viện lạc, phát hiện trước mặt cái này vậy mà là một cái chưa bao giờ đạt tới qua trước nay chưa từng có thế giới. Cả thiên không đều cùng trước đó đại lục là hoàn toàn khác biệt một loại nhan sắc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ta là ai? Ta đây là ở nơi nào? Từ dương lâm vào mê võng. Mà đúng lúc này trong đầu, ngũ say đã lâu tu la lực lượng bỗng nhiên khôi phục, thức hải không gian lần nữa khôi phục vốn có nhan sắc. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là tỉnh táo lại, ngươi đã ngủ say 7 ngày 7 đêm. Ta dựa vào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nhớ tới, nơi này chẳng lẽ chính là vô tận chi tháp sao? Không sai tiểu tử, Ta không thể không hướng ngươi tỏ rõ một sự kiện, ngươi cùng đồng bạn của ngươi nhóm đã tiến vào vô tận chi tháp tầng cao nhất. Thanh âm này tự nhiên chính là đến từ Tu La một đạo hồn niệm phát ra. Tầng cao nhất đó là cái gì quỷ? Vô tận chi tháp hết thảy chia làm 99 tầng, từ tầng thứ nhất đến thứ 98 tầng ở trong phong ấn đến không hết toàn bộ đại lục cường đại nhất phong hồn. Dùng tiêu giao đạo quân nói, kia là hắn tù phạm, cũng là đồng bọn của hắn. Không nói gạt ngươi ta tu la bản hồn liền phong ấn tại thứ 98 tầng ở trong. Mà trong truyền thuyết thứ 99 tầng, chưa ai từng thấy. Nơi đó là chỉ có đạo quân bản nhân mới có thể tiến nhập địa phương, đến tục cùng là như thế nào một bộ dáng ta căn bản không rõ ràng, chẳng qua giờ này khắc này nương theo lấy ngươi khôi phục, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho ngươi, thứ 99 tầng hẳn là một cái độc lập tồn tại thế giới. Mà tiêu giao đạo quân hẳn là thế giới này duy nhất chúa tể chẳng lẽ chính là lúc này ta chỗ cái không gian này? tu la đạm mạc nhẹ gật đầu. ta thật không nghĩ tới, tiêu giao đạo quân cuối cùng mình cả đời trải qua bốc lột vô tận trong tháp vong hồn lực lượng chính là vì chế tạo lấy trong tưởng tượng quốc gia. nơi này hẳn là tiêu giao đạo quân suốt đời mong mà không được trong truyền thuyết thần chi quốc, là hắn tưởng tượng thần giới dáng vẻ. từ dương sắc mặt chấn kinh, chiếu ngươi nói như vậy, nơi này hẳn là tiêu giao đạo quân chế tạo ra huyễn giới, đã chỉ là huyễn giới vì sao ta vậy mà mảy may phát giác không ra không gian này bất kỳ khí tức gì chấn động a à? Đó là bởi vì đạo quân đã biến thành kỳ lân sơn con rối, nếu như ta không có đoán sai, trong cơ thể hắn có được một bộ phận thần nguyên tinh hoa, lại thêm cái này vô số năm cắn nuốt đến cường đại hồn lực, hắn sáng tạo tạo nên huyễn giới, cùng thế giới chân thật gần như không có gì khác nhau. Quan trọng hơn chính là tại hắn huyễn giới bên trong, hẳn là tồn tại pháp tắc. Nơi này nếu quả thật là như vậy, như vậy hắn chính là không gian này ở trong không thể thay thế duy nhất chúa tể nghe được những cái này từ dương liền không có như vậy lạ lẫm nói cách khác nếu như ta muốn chiến thắng hắn vậy thì nhất định phải muốn chiến thắng bên trong không gian này lực lượng pháp tắc tu la bất đắc dĩ than nhẹ một tiếng có thể hiểu như vậy ông trời của ta đây không phải là tương đương với tại thần lĩnh vực ở trong chiến thắng thần coi như ta có lực lượng của ngươi truyền thừa cũng chưa chắc có thể thành công a à. Tu La nhún vai, ngươi còn có lựa chọn khác sao? Khi ngươi quyết định bước vào vô tận chi tháp bên trong thời điểm, ngươi đứng trước hết thảy đều muốn từ chính ngươi đi vượt qua, mà đây đối với ngươi mà nói cũng còn không phải gian nan nhất. Từ Dương đột nhiên da mặt kéo ra, ý thức được một cái càng nghiêm trọng vấn đề, ngươi nói là đồng bọn của ta. Không sai, nếu ta đoán không lầm, ngươi hẳn là cái này hoàn cảnh không gian ở trong một cái duy nhất còn giữ lại ký ức ngươi. Ngươi các đồng bọn khác bởi vì không có người thực lực cường đại như vậy, rất có thể đã bị huyễn giới đồng hóa, bọn hắn vốn có ký ức đều đã lâm vào phủ bụi, chỉ có ngươi tìm tới bọn hắn, đồng thời nghĩ biện pháp tỉnh lại bọn hắn vốn có ký ức, kết hợp các người tất cả mọi người lực lượng. Mới có tại bên trong không gian này chiến thắng tiêu giao đạo quân khả năng. Mà cái này là các người rời đi không gian này cùng cứu vớt ta tiền đề cơ bản. Chương 303, phủ công tước báo thù. Từ dương tâm tính cỡ nào kiên nhẫn, rất nhanh liền từ cái này biến cố ở trong khôi phục lại, hắn rõ ràng chính mình hiện tại cũng không phải là nên không ốm mà trên thời điểm, hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, kia liền là mau chóng tìm tới mình thất lạc tại cái này giữa hư không đồng bạn. Nếu là dạng này, vậy ta cũng liền minh bạch tiếp xuống ta nên làm cái gì, đối hỏi lại ngươi một vấn đề cuối cùng, ngươi biết tiêu giao đạo quân hình dạng thế nào sao? Tu la nhất thời sững sờ, thật có lỗi, đây là ta duy nhất không cách nào trả lời vấn đề của ngươi bởi vì liền xem như ta cũng chưa từng gặp qua hắn chân chính diện mục thiếu gia ngươi cuối cùng tỉnh lại ngay tại từ dương có chút ngây người thời điểm nghe ngoài viện một cái bưng một chậu thiếu nữ cao hứng bừng bừng đi trở về viện lạc là... cái gì đây chính là ta tại cái này hoàn cảnh ở trong vai trò nhân vật sao cô bé này là người hầu của ta từ dương trong đầu hơi sững sờ nhưng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến cô gái này thân phận thật có lỗi có thể hay không nói cho ta đến tột cùng xảy ra chuyện gì ta là thân phận ra sao ta giống như mất trí nhớ nữ hài lặng lặng thở dài ai xem ra bác sĩ nói không sai a à, ngươi quả nhiên là mất trí nhớ thiếu gia không sao nói cho ta đến cùng xảy ra chuyện gì thế là nữ hài liền đem từ dương hôn mê trước đó phát sinh hết thảy nói một lần cái gì thế mà bị thần chi thành ở trong thiếu gia nhà giàu đánh rồi. Dạng này tình tiết máu chó thế mà lại phát sinh ở trên người của ta, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Từ Dương sau khi nghe xong kém chút một ngụm máu phun tới, bởi vì trên đại lục này hắn còn chưa từng có bị ai khi dễ quá. Nghĩ không ra như thế khổ cực kịch bản, vậy mà tại cái này ảo tưởng quốc gia bên trong bị thực hiện. Nữ hài lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Không, thiếu gia ngươi vừa mới đại nạn không chết nếu như lúc này còn muốn trở về tìm phiền toái chỉ sợ ngươi liền thật về không được nữ hài nói nước mắt đều muốn xuống tới từ dương lộ ra mỉm cười nhẹ nhàng vỗ vỗ nữ hài bả vai không cần sợ ta mặc dù đã mất trí nhớ nhưng là trải qua lần này hành hung ta hai mạch nhâm đốc bị hoàn toàn đánh thông hiện tại ta quả thực chính là vô địch tồn tại nữ hài nghe triệt để mắt trận tròn từ dương nói lời nàng gần như không có mấy cái chữ có thể nghe hiểu ha ha Ta nói đùa, ngươi yên tâm đi, hiện tại ta đã có đầy đủ năng lực đi trả thù đối thủ kia. Từ dương thấy nữ hài vẫn là một bộ không buông tha, lo lắng hình dạng của mình, rơi vào đường cùng lộ ra một nụ cười. Xem trọng, nếu như ta không biểu diễn cho ngươi một chút ta năng lực, ngươi là sẽ không để cho ta đi ra cái nhà này. Vẹn vẹn chỉ là một ánh mắt rơi vào viện lạc bên cạnh kia trên một tảng đá lớn, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, cự thạch kia nháy mắt trở nên vỡ nát, nữ hài triệt để mắt trợn tròn ông trời của ta thiếu gia ngươi chẳng lẽ là thức tỉnh trong truyền thuyết thần chi lực cái này sao có thể nghe nữ hài làm một phen giải thích từ dương giờ mới hiểu được nguyên lai like cái này ảo tưởng quốc gia ở trong tồn tại thức tỉnh thần chi lực nói chuyện cũng chính là tương đương với thế giới chân thật ở trong tu luyện chỉ có điều nơi này thần chi lực gần như đều là bẩm sinh muốn hậu thiên tu luyện chỉ có gia nhập võ giả hàng ngũ đó mới có tu luyện tư cách mà chân chính thuần túy thần chi lực phần lớn là khi sinh ra một khắc này cũng đã thức tỉnh. Từ Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, hắn dường như có chút lý giải Tu La trước đó đối với mình nói qua kia lời nói, nơi này hẳn là tiêu giao đạo quân lý tưởng ở trong thần chi quốc. Ngươi nói tên kia gọi Khang đúng hay không? Ngươi biết hắn ngủ ở chỗ nào sao? Hiện tại liền mang ta đi. Nữ hài mặc dù kiến thức từ Dương thực lực cường đại, nhưng nàng vẫn là có mấy phần thấp thỏm. Dù sao từ trong miệng của nàng biết được cái kia trước đó đánh mình gọi Khang gia hỏa, cũng là một cái trời sinh thức tỉnh thần chi lực tồn tại. Ngươi đã gọi ta thiếu gia, như vậy ngươi nhất định phải tin tưởng thực lực của ta. Nữ hài dường như trong ánh mắt xuất hiện một tia chấn động, nhưng rất nhanh nàng liền ngưng trọng nhẹ gật đầu, nàng tin tưởng mình nhà thiếu gia. Yên tâm, mặc kệ ngươi gặp được như thế nào nguy hiểm, tiểu hoa đều sẽ cùng ở bên cạnh ngươi. Chẳng biết tại sao, coi như biết trước mắt đây hết thảy rất có thể đều là giả lập tồn tại hoàn cảnh ở trong một chút, nhưng từ dương nhưng cũng là vì trước mặt thị nữ thái độ mà cảm động. Đi. Tại tiểu hoa dẫn đầu dưới, từ dương rất nhanh liền tới đến kia thần chi quốc bên trong tòa thần thành phủ công tước. Thiếu gia, nơi này chính là thần thành phủ công tước. Cái kia gọi thang gia hỏa chính là tòa này phủ công tước tam thiếu gia, lúc này hắn cũng đã mang đám người ra khỏi thành đi sang đi. Từ dương ngưng trọng nhẹ gật đầu, hắn chưa từng có quên mình giờ khắc này ở cái này giả lập trong quốc gia vai trò nhân vật. Vì lý do an toàn, hắn hiện tại cũng không tính phô trương quá mức, nhưng thù này là nhất định phải báo, thế là từ dương lập tức nghĩ ra, mang theo tiểu hoa thuận thành bắc phương hướng, ra khỏi thành đi vào thành bắc vùng ngoại ô bãi săn. Trước mắt tòa này bãi săn nhìn qua 10 phần khoáng đạt, nhưng cái này cũng không phải là hoàng gia lục soát bãi săn, bởi vậy, chỉ cần là thần chi quốc dân chúng đều có tư cách tới đây đi săn. Quan trọng hơn chính là, có tương đương một bộ phận võ giả sẽ tại thời gian nhất định bên trong đi vào trong rừng tìm kiếm con mồi của mình. Bồi dưỡng thành mình thủ hộ thú. Bởi vậy dọc theo con đường này, Từ Dương nhìn thấy rất nhiều võ giả ăn mặc cao lớn thanh niên. Tại dạng này một loại hoàn cảnh dưới, Từ Dương cùng Tiểu Hoa hai cái này trang phục hết sức bình thường người biến thành dị loại. Ta nói hai người các ngươi tiểu hài tại cái này chạy loạn khắp nơi cái gì, nơi này cũng không phải là các ngươi người bình thường có thể đợi địa phương, mau mau cút mở đúng lúc này sau lưng một đội nhân mã đột nhiên phát ra vô cùng hung quang hô hô âm thanh từ dương mặt không biểu tình xoay người lại nhìn thấy một cái cưỡi ngựa cao to đại Hán, dẫn kia có trên trăm binh sĩ đội ngũ đi vào trước mặt mình đây là phủ công tước đội thân vệ vai hề sắc lập tức liền trở nên khó coi rất nhiều mặc dù đội ngũ này ở trong cũng không nhìn thấy khang bản nhân nhưng là đây là đội thân vệ thực lực đều mười phần mạnh a ha ha nghĩ không ra nhanh như vậy liền đụng phải phủ công tước người như vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Từ dương đương nhiên biết những người này chủ tử chính là cái kia khang, thế là không chút do dự liền xông ra ngoài. ầm ầm Liền nghe một tiếng vang thật lớn, từ dương đưa tay ở giữa hai màu trắng đen lực lượng kinh khủng nháy mắt bột phát, hai đạo đen trắng trường long đồng dạng khí tức quanh ra, đem toàn bộ đội ngũ hoàn toàn tách ra, trước mặt trên trăm cái cường đại võ giả. Tại từ dương trước mặt chính là như vậy không chịu nổi một kích. Duy chỉ có trước mặt vừa mới gọi hàng đại hán kia lông tóc không tổn hao, xếp sau những người khác nhận khác biệt trình độ tổn thương. Mà kinh hải nhất dĩ nhiên chính là từ dương sau lưng cái này tiểu thị nữ tiểu hoa. Làm sao có thể? Thiếu gia thế mà có được lực lượng kinh khủng như vậy, chẳng lẽ những cái này thật là như là truyền thuyết như vậy, hắn đã thức tỉnh thần chi lực. Cái này cũng quá khó mà tin nổi. Chương 304, Chào Thân Phận Vậy mà là thần chi lực, Ngươi rốt cuộc là ai? Phủ công tước đội thân vệ cầm đầu cái này cường giả sắc mặt nháy mắt trở nên lạnh lùng, đồng thời xông ra bên hông thanh bảo kiếm này, một mặt cảnh giác nhìn xem từ dương. Thu hồi ngươi cái này đồ chơi đi, loại lực lượng này ở trước mặt ta căn bản không chịu nổi một kích, ta cũng không muốn thương tổn các người, không nghĩ bị đòn lời nói, tranh thủ thời gian kêu lên nhà các ngươi cái kia gọi khang gia hỏa tới. Ha ha, ta nhớ tới, ngươi thật giống như chính là tuần trước bị nhà chúng ta thiếu gia đánh thành phế vật tiểu tử kia đi nghĩ không ra ngươi vậy mà là một cái có được thần chi lực cường giả từ dương cười lạnh còn không đều là bái các ngươi nhà thiếu gia ban tặng bớt nói nhảm nhanh cho ta gọi người đối phương rõ ràng không có dễ dàng như vậy liền bán thiếu gia nhà mình vệ sĩ dự định mà là dẫn theo trường kiếm nhắm mắt theo đuôi hướng phía từ dương nhích lại gần mặc dù nói ngươi có được thần chi lực nhưng là thần chi lực cũng không có nghĩa là hết thảy Đối với võ giả chúng ta đến nói, chỉ cần tu vi đủ cường đại, liền xem như thần chi lực cũng chưa chắc không cách nào chống cự. Ầm ầm. Một nháy mắt, trường kiếm mặt ngoài tản mát ra vô cùng cường hoành hào quang ống ánh, đối từ Dương vị trí giữa trời chém xuống. Cẩn thận. Từ Dương gần như bản năng đem sau lưng Tiểu Hoa cùng nhau bảo vệ, hướng sau lưng vài trăm mét vị trí nhảy lên một cái. Mà trên mặt đất cái này đạo khắc sâu vết kiếm, dĩ nhiên thẳng đến bay ra 200 m bên ngoài. Đại địa vì đó rạn nứt. Không hề nghi ngờ, trước mặt cái này võ sĩ đã có được trong thế giới hiện thực thần anh cảnh cường giả thực lực. Ha ha, ta không nghĩ tới ngươi sức quan sát đem cũng cường đại như thế, xem ra ta đích xác là đánh giá thấp ngươi đây. To con, ngươi đã để ta rất tức giận, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng, nếu như ngươi còn lựa chọn ở trước mặt ta dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ngươi đem tiếp nhận ta vô tận lửa giận từ dương uy hế bờ căn bản không có bị đối phương coi ra gì, đại hán kia chỉ là lạnh lùng cười, lại một lần nữa phi thân lên, nhưng mà lần này từ dương thật không có ý định lại cho hắn càng nhiều cơ hội. Hai tay cùng lúc nhắm ngay hư không, một đạo vô cùng cường hãn âm dương đồ thông suốt bay ra. ầm ầm Lực lượng kinh khủng bộc phát, trong chốc lát, kia âm dương đồ một phân thành hai, phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng. Rốt cục, đại hán kia trong tay thanh trường kiếm này sinh sôi là bị đạo lực lượng định lượng thành hư vô võ giả triệt để bị kinh ngạc đến ngay người bởi vì hắn biết trước mặt thiếu niên này căn bản không phải mình có thể chống lại cả người đờ đẫn một lần nữa rơi trên mặt đất về sau phát ra một tiếng lạnh lệnh tất cả mọi người rút lui ngươi không thể đi ngươi còn không có nói cho ta nhà các ngươi thiếu gia ở nơi nào từ dương ra vẽ liền phải lại một lần nữa ra tay lại là bị đột nhiên ở giữa từ sau lưng mình xuất hiện khí tức ngăn lại động tác. Trống trống, hóa ra là ngươi lại tìm ta. Tiểu tử, dám ở thể gia trước mặt không kiên nể gì cả, ta nhìn ngươi thật là sống đủ. Lần trước không muốn ngươi mệnh, nghĩ không ra ngươi vẫn là chưa từ bỏ ý định, vậy thì tốt, hôm nay ta liền để ngươi triệt để tuyệt vọng. Từ dương chỉ là cười lạnh, bình tĩnh xoay người lại, đang định trực tiếp đối với đối phương động lôi đình chi nộ, nhưng mà lại là bị dung mạo của đối phương triệt để kinh ngạc đến ngay người. Suy nghĩ cả nửa ngày, cái này gọi Khang gia hỏa cũng không phải là người khác, chính là đồng bọn của mình Long Khôn. Má nó, thật sự là oan gia ngõ hẹp. Tiểu tử a, không biết ta sao. Từ Dương đã sớm biết đối phương trạng thái, nhưng hắn vẫn là bản năng nhịn không được cười, chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu, mở miệng thử Long Khôn một phen, quả nhiên gia hỏa này căn bản không có trong thế giới hiện thực ký ức lâm vào ký ức bị phủ bụi trạng thái. Ta đương nhiên nhận biết ngươi, đầu tuần bị ta đánh cái gần chết tiểu tử, ngươi thật đúng là cái xương cứng a. Ầm ầm. Khang Quả Nhiên như là kia tiểu thị nữ nói, là một cái nắm giữ thần lực cường giả, ngay lập tức liền đối với Từ Dương động thủ. Khí tức khóa chặt Từ Dương về sau, phía sau đột nhiên phóng xuất ra hai đạo châm ngòi lên hỏa diễm khủng bố hai cánh. Ha ha, mặc dù trí nhớ của ngươi không có thức tỉnh, nhưng là lực lượng của ngươi cùng công pháp truyền thừa vẫn là y nguyên như thế. Từ dương nói tiếp tất cả mọi người nghe không hiểu, sau đó đằng không mà lên một chân trung lập đánh phía khang mặt. Ta nói qua, ngươi đời này cũng không thể là ta đối thủ, từ bỏ đi. Từ dương có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu là tại thế giới chân thật ở trong cho long không 10 cái lá gan, hắn cũng tuyệt không dám cùng mình nói như vậy, quả nhiên tiến vào cái này ảo tưởng quốc gia về sau, long không nguyện vọng rốt cục thực hiện mà ở từ dương khái niệm bên trong một ngày vì đại ca cả một đời chính là đại ca liền xem như tại hư ảo thế giới bên trong hắn cũng tuyệt không cho phép tiểu đệ của mình cưỡi trên đầu mình cẩn thận một chút đi là thời điểm giáo dục một chút ngươi từ dương vừa mới nói xong cả người hóa thành một đạo quỷ mị liền xông ra ngoài lấy vô cùng cường đại tu la lực lượng nháy mắt ra tay ngay lập tức liền cầm giữ trước mặt khang hành động lực trên thực tế liền xem như tại cái này ảo tưởng quốc gia bên trong thần chi lực cũng là có cực kỳ rõ ràng đẳng cấp khác biệt, từ dương trong cơ thể có được chân chính tu la truyền thừa, bởi vậy liền xem như tại cái này ảo tưởng quốc gia bên trong. Hắn lực lượng trong cơ thể cũng là toàn bộ thế giới mạnh nhất cấp 1. Tương phản, khang trong cơ thể điểm ấy năng lượng tại từ dương trước mặt thật không tính là gì, vẹn vẹn mấy cái đối mặt, khang liền bị từ dương đánh tè ra quần, mặt mũi bầm dập. Nhưng Khang cũng không có kinh hoảng cùng bất lực biểu lộ, tại trong đầu hắn càng nhiều hiện ra chính là chấn kinh. Kỳ quái tiểu tử này trước mấy ngày vẫn là cái phế vật vì cái gì đột nhiên trở nên lợi hại như thế còn thức tỉnh thần chi lực đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra từ dương cũng không có cho hắn biết rõ chân tướng cơ hội tiếp tục tiến lên lần này chính là triệt để chinh phục khang tiết tấu tiểu tử ta đoán ngươi hẳn là đùa dẫn thị nữ của ta bị ta ngăn cản mới có thể đối ta ra tay đánh nhau hiện tại ta muốn ngươi cho ta tiểu thị nữ xin lỗi khang cỡ nào thân phận hắn là tuyệt đối không thể chịu đựng được khuất nhục như vậy nhưng ở từ dương thủ hạ hắn thật không có chút nào chống lại tư cách ta người này không thích giảng cùng một câu nói lặp lại lần thứ hai ngươi tốt nhất đừng bức ta huynh đệ khang bất đắc dĩ chỉ có thể tại từ dương dưới chân nhận sợ thật xin lỗi ngày đó là ta sai cầu ngươi tha thứ thiếu gia không muốn như vậy từ dương nhìn thấy tiểu thị nữ bên kia một chút chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay khi khang cả người liền bị oanh ra trên vài trăm thước thiên không, một lần nữa rơi trên mặt đất, tóm lại một chữ quýnh. Tiểu tử, ta đã xin lỗi ngươi, ngươi không nên thương tổn ta người, bọn hắn đều là vô tội. Giang nan bò người lên, khang ngăn cản Từ Dương đến tiếp sau động tác, lo lắng hắn đối những thủ hạ của mình nhóm động thủ. Ha ha, ngươi cho rằng vẻn vẹn chỉ là nói xin lỗi liền kết thúc rồi à? Hiện tại ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, nếu như ngươi đáp ứng ta mới có thể khôi phục tự do của ngươi, nếu không ta cam đoan ngươi sẽ so vừa rồi thảm hại hơn. Nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến ta nhất định đáp ứng ngươi, đương nhiên nếu như ngươi quá lời quá đáng, ta sẽ không chút do dự cùng ngươi đổ máu tới cùng. Từ Dương chỉ là xem như là một trò chơi thôi, hắn chẳng qua là trêu chọc Long Khôn, không có khả năng thật đối với hắn làm cái gì, nhưng hắn lại trong quá trình này cảm nhận được độc thuộc về Long Khôn cá tính đặc điểm. Cái này người chính là tiểu tử kia không thể nghi ngờ. Chương 305, Nữ Thống Lĩnh Yên tâm, ta yêu cầu này đối với ngươi mà nói căn bản cũng không khó khăn, ngươi rất dễ dàng liền có thể làm được. Ta muốn ngươi từ giờ trở đi làm người hầu của ta. Ngươi nói cái gì? Khang chợt nghe xong lời này tức giận không thôi, đang muốn bảo nổi. Song khi hắn nhìn thấy từ dương trong con mắt trong nháy mắt đó lóe lên như là tu la một loại khủng bố nhan sắc về sau, thuần túy là xuất phát từ bản năng thay đổi chủ ý. Đến cùng là nguyên nhân gì? Có lẽ Khang mình cũng không rõ ràng. E ngại cảm xúc là có, nhưng càng nhiều là một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Được thôi, chẳng qua có kỳ hạn, trong vòng một tháng ta làm ngươi tùy tùng, đến sau một tháng, ngươi muốn khôi phục tự do của ta. Từ dương lộ ra hài lòng mỉm cười, rất tốt. Liền một tháng. Đầy đủ. Như vậy hiện tại làm lão đại của ngươi, Ta phân phối đưa cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất chính là từ bỏ tên của ngươi từ giờ trở đi ngươi không gọi nữa khang cái này khiến người phẫn nộ danh tự ông trời của ta cái này cũng có thể khang có một loại bị sáo lộ cảm giác ngươi gọi long khôn cùng vừa mới trong nháy mắt đó cảm giác rất là tương tự khang trong đầu dường như nhất lên sóng to gió lớn tốt a à, tùy ngươi làm sao dày vò dù sao chỉ có một tháng nói đám người bắt đầu đường cũ trở về, chỉ chẳng qua trên đường từ dương biết, Long Khôn đến đây mục đích thực sự là vì tại cái này rừng cây ở trong tìm kiếm một con kêu gọi thú. Không nói gạt ngươi, tối hôm qua ta nằm mơ mơ tới một cái rất lớn quái vật. Nghe Long Khôn như thế một giảng, từ dương lúc ấy liền dừng bước, bởi vì Long Khôn chỗ miêu tả cái kia đại quái vật lại chính là từ dương hiến tế thú thao thiết. Lúc này từ dương mới phát hiện, thao thiết cũng đã không tại thân thể của mình bên trong, có lẽ chính là bởi vì vô tận tháp cái này đặc thù huyền cảnh pháp tắc, dẫn đến thao thiết cùng mình thân xác lẫn nhau tách rời. Ngươi thế nhưng là mơ tới con linh thú này vị trí. Chính là tại vùng rừng tùng này bên trong, nếu không phải gặp ngươi, ta có lẽ sẽ còn tiếp tục tìm. Không, ta cũng có thể chưa hề nói muốn ngăn cản ngươi, đã ngươi có trọng yếu như vậy phát hiện, như vậy chúng ta tiếp tục tìm kiếm, vạn nhất có thu hoạch lời nói chẳng phải là kiếm một món hời. Ha ha, ta còn không nhìn ra tiểu tử ngươi còn rất tham. Từ dương cười lạnh, thầm nghĩ thế giới chân thật ngươi nhưng không có đảm lượng cùng ta nói như vậy lời nói. Long không một mực không hiểu thấu, nhưng cũng cũng không tiếp tục cùng từ dương xoắn suýt cái gì, chỉ là yên lặng cùng tiểu hoa cùng một chỗ cùng ở phía sau hắn. ầm ầm Rất là đột ngột một tiếng vang thật lớn đột nhiên truyền đến, từ dương sức quan sát cường đại cỡ nào, ngay lập tức liền khóa chặt âm thanh nguyên cụ thể phương hướng. Nghe thanh âm này, hẳn là có đẳng cấp cao linh thú xuất hiện, đuổi theo sát ta. Từ dương nói xong, cái thứ nhất vọt ra ngoài, tiểu hoa cùng long không theo sát phía sau, ba người cứ như vậy thẳng đến núi này phía sau âm thanh nguyên chỗ. Vượt qua ngọn núi nhỏ này, từ dương rốt cục nhìn thấy làm chính mình khế bờ sợ một màn. Khi là nguyên một chỉ chừng trăm người đoàn đội lính đánh thuê, ngay tại vây giết một con linh thú. Tình cảnh có thể nói là tương đương rung động cái này trọn vẹn trăm người lính đánh thuê tất cả đều là đẳng cấp cao võ giả mỗi một cá nhân thực lực gần như đều không kém gì phủ công tước người lính đánh thuê kia đầu lĩnh không hề nghi ngờ cái này chi lính đánh thuê thân phận phải cùng thần chi quốc hoàng gia có quan hệ mà bị bọn hắn hợp lực công kích cái này to lớn linh thú nhìn qua cũng là một cái mười phần đáng sợ đẳng cấp cao linh chủng cường hãng sức chiến đấu không hổ là hoàng gia kỵ sĩ đoàn a Long khôn khế bờ sợ không gì sánh nổi cảm khái, một bên từ dương cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Không có gì lớn không được, điểm ấy chiến trận liền có thể để ngươi bộ dáng như thế. Ha ha, nếu như ngươi đầy đủ mạnh, liền chinh phục nó, cho ta xem trọng sao. Đừng mẹ nó tại cái này khoác lác. Từ dương lần này không trả lời, hắn chỉ là nhẹ nhàng hít sâu một hơi, đối kia to lớn linh thú cưỡng ép ra tay. Trong chốc lát, hai màu trắng đen tia sáng giao thế banh ra, nháy mắt dáng lâm kia to lớn linh thú giữa người vừa đối mặt liền vỡ vụn đối phương hết thảy phản kháng chỗ trống ông trời của ta nghĩ không ra gia hỏa này cư nhiên như thế cường đại thật đáng sợ may mắn ta không có phản kháng hắn bằng không mà nói ta đoán chừng sẽ còn ăn càng nhiều đau khổ long khôn một mặt nghĩ mà sợ hít sâu mà lúc này hoàn thành đối con linh thú này công kích từ dương tự nhiên mà vậy thành phía dưới những lính đánh thuê kia đám người dò xét mục tiêu người kia là ai thế mà có được như thế cường hãn thần chi lực tại thần chi quốc cũng chưa từng gặp qua hắn từ dương từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy người lính đánh thuê kia một chút chỉ là sắc mặt bình tĩnh chậm rãi rơi xuống đất đi vào cái này linh thú trước mặt to con thế nào làm ta hiến tế như thế nào tiểu tử nghĩ không ra thực lực của ngươi mạnh mẽ như vậy hôm nay là ta nhận thua tùy ngươi thế nào vậy thì tốt hiện tại liền hiến tế cho ta cái kia tiểu thị nữ. Từ dương quyết định này ngược lại là hù đến bên người tất cả mọi người, liền long không cùng bên người tiểu hoa cũng là triệt để ngu ngơ ngay tại chỗ. Từ dương dự tính ban đầu rất đơn giản. Mình cái này tiểu thị nữ cũng không có quá mạnh thực lực, nếu như có thể được đến dạng này một chi cường đại linh thú vì hiến tế, không thể nghi ngờ sẽ để cho nàng thu hoạch được mạnh hơn bảo mệnh năng lực. Dù sao cái này về sau, Đám người còn có thể gặp được càng nguy hiểm tình trạng, không ai bảo hộ nàng, cuối cùng là không được. Mà trải qua trước đó nói chuyện, Từ Dương biết mình đây là cái tiểu thị nữ, chính là mình thân nhân duy nhất. Mặc dù nơi này chỉ là ảo tưởng quốc gia, nhưng coi như như thế, Từ Dương cũng không cho phép bên cạnh mình người bị thương tổn. Linh thú cũng không có càng nhiều chống lại cái gì, chỉ là kia tiểu thị nữ bây giờ nhìn về phía Từ Dương ánh mắt phát sinh biến hóa cực lớn. Thiếu gia không có càng nhiều ngôn ngữ, linh thú bắt đầu phóng thích mình lực lượng mạnh mẽ, rất nhanh liền cùng kia tiểu thị nữ khóa chặt khí tức, giữa hai người sinh ra vô cùng vô tận năng lượng giao thế, rốt cục hoàn thành cái này hung hiểm mà rung động hiến tế quá trình. Kỳ thật từ dương cũng không có nghĩ đến, toàn bộ hiến tế quá trình sẽ kéo dài thuận lợi như vậy, bởi vì cái này linh thú thực lực rất cường đại, mình cái này tiểu thị nữ cũng không có bất luận cái gì tu luyện căn cơ. Hắn hoàng nguyên bản lo lắng song phương lực lượng không cách nào hoàn thành kim dung thậm chí đã tùy thời làm tốt xuất thủ chuẩn bị, bảo hộ an toàn của nàng. Chẳng qua toàn bộ quá trình như vậy thuận lợi, cũng làm cho Từ Dương thở dài một hơi. Ngươi dường như hẳn là cho chúng ta một cái giải thích hợp lý, đây là chúng ta đánh nửa ngày linh thú, lại bị ngươi nửa đường cướp đi, ngươi cảm thấy làm như vậy thích hợp sao? Phía sau một đạo thanh âm lạnh lùng đột nhiên truyền ra. Từ Dương lúc này mới nghĩ đến sau lưng còn có một con lính đánh thuê tồn tại, chậm rãi xoay người lại là lại một lần nữa bị trước mặt cái này cầm đầu lính đánh thuê thống lĩnh chấn kinh cái này người không phải người khác đúng là mình một cái khác đồng bạn linh giao một loại dở khóc dở cười biểu lộ hiển hiện ra tới mà đối phương ngay tại căm thù lấy từ dương linh giao căn bản không biết từ dương đang suy nghĩ gì ngươi đây là tại trào phúng ta sao đừng tưởng rằng ngươi thực lực cường đại liền có thể tại chúng ta hoàng gia lính đánh thuê trước mặt muốn làm gì thì làm trong tay của ta cái này đại kiếm tuyệt sẽ không cho ngươi cơ hội như vậy. Từ dương cười khổ nhìn một chút thanh đại kiếm kia, ta đột nhiên phát hiện, thanh kiếm này càng thêm thích hợp ngươi khí chất đâu. Linh Giao Chẳng biết tại sao, nghe được từ dương hô hoán đặc thù hai chữ, trước mặt Linh Giao cảm thấy mười phần lạ lẫm. Bởi vì nàng bây giờ danh tự là Đi Á, thân phận thì là thần chi quốc hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh. Chương 306, nói rõ chân tướng. Không có gì tốt giải thích. Hôm nay gặp phải ta là ngươi không may, cũng là vận may của ngươi. Nếu như ngươi thật muốn một phần giải thích, buổi tối hôm nay tới nhà của ta tìm ta đi. Về phần ta tương quan tin tức, ngươi trực tiếp phái người đi phủ công tước liền có thể đạt được. Ghi nhớ, có can đảm lời nói chỉ một mình ngươi đến. Nơi này dù sao có nhiều như vậy lính đánh thuê nhãn tuyến, Từ Dương coi như nghĩ đối linh giao làm những gì cũng không cách nào thực hiện bởi vậy hướng nàng phát ra dạng này khiêu chiến ngược lại là tốt hơn phương pháp. Đại nhân, liền để hắn dạng này đi rồi sao? Sau lưng hai cái cao lớn khôi giáp tráng hắn đụng lên đến thấp giọng hỏi thăm, chỉ cần linh giao một câu, bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra hướng từ dương phát động tiến công. Chỉ là lần này Linh Giao lựa chọn tiếp nhận Từ Dương khiêu chiến. Nếu như là trước kia, Linh Giao sẽ quả quyết đối Từ Dương ra tay, căn bản không có khả năng cho hắn nhiều như vậy kiếm chuyện cơ hội nhưng lần này không biết tại sao, nhìn thấy người này đặt thù bóng lưng về sau, Linh Giao trong lòng kiểu gì cũng sẽ nhấc lên loại kia dời sông lấp biển cảm giác. Toàn thể rút lui. Lính đánh thuê thật rất không cam tâm, nhưng Linh Giao mệnh lệnh cũng không phải là bọn hắn có thể phản kháng, đã đầu lĩnh đã hạ đạt mệnh lệnh như vậy, mọi người cũng đều cấp tốc tập kết, hướng phía thần chi quốc trở về. Mà đổi thành một bên, từ dương thì mang theo long không cùng tiểu thị nữ tiếp tục hành động, bắt đầu tìm kiếm thao thiết ở nơi nào rất nhanh liền có tin tức, đây là để từ dương khó có thể tin một màn xuất hiện tại trước mặt. Thao thiết, gần như một nháy mắt liền nhận ra mình, chỉ có điều gia hỏa này lại không là cái kia hình dáng cao lớn dáng vẻ, mà là chỉ có một cái con thỏ nhỏ một loại lớn nhỏ. Mấy cái nhảy nhót công phu, liền trở lại từ dương trên bờ vai. Tiểu tử, ngươi cuối cùng là trở về. Ách, ngươi là thao thiết. Ngươi thế mà còn nhớ rõ ta. Cái này vô tận chi tháp bên trong pháp tắc không cách nào đối ta sinh ra tác dụng. Hoặc là nói không cách nào đối hồng hoang cấp trở lên linh chủng sinh ra tác dụng. Điểm này đoán chừng là kia vô tận tháp chủ không nghĩ tới. Từ Dương thở dài, đem mình cùng Tu La trước đó câu thông nội dung đơn giản cùng thao thiết lập lại một lần. Nói như vậy, phán đoán của ta cũng không có sai. Nơi này quả nhiên chính là vô tận chi tháp nội bộ một cái ảo tưởng thế giới, ta thật không nghĩ tới cái kia tiêu giao đạo quân thế mà còn có dạng này yêu thích ai bây giờ nói những cái này đã không có dùng tiếp xuống chúng ta chỉ có mau chóng tìm tới những người khác tỉnh lại mỗi người bọn họ ký ức khả năng tiếp tục đi tới đích nhìn xem bên cạnh một mặt phách lối lại không phản ứng chút nào long khôn thao thiết có chút muốn đánh hắn xúc động ta nói ngươi cười cái gì cười có tin ta hay không một cái tay liền có thể đánh như tử ngươi long khôn nhìn xem cái này con thỏ nhỏ lớn nhỏ da hỏa ra vẻ lão thành miệng nói tiếng người hung hăng trào phúng hắn. Thao thiết kinh bỉ nhìn ra, nhìn từ dương một chút, ta nói, có thể hay không trước hết để cho ta đánh cho hắn một trận, dù sao quay đầu rời đi huyễn cảnh về sau, hắn cũng chưa chắc sẽ tiếp tục giữ lại dạng này một đoạn ký ức. Từ dương cũng không nói thêm gì, chỉ là cho thao thiết một cái đặc thù ánh mắt, sau đó mình liền chậm rãi xoay người, không tiếp tục nhìn về phía bên này. Ôi, ngươi muốn làm gì? Ôi nha, ta sai huynh đệ. Sau đó, mọi người cũng không có dừng lại lâu, thẳng đến phủ công tước. Đầu tiên là từ Long không tự mình cho phủ công tước báo cái bình an, tránh sự tình làm lớn chuyện. Sau đó đám người liền đều trở lại từ dương điểm xuất phát cái kia viện lạc ở trong. Người nói, Linh Giao nha đầu kia thật có thể tới sao? Thao thiết ngồi sổn ở từ dương trên bờ vai, phát ra nghi vấn như vậy. Yên tâm đi, ta hiểu rất rõ nàng, nàng nhất định sẽ tới, chỉ cần là lời hứa của nàng nhất định sẽ thực hiện, ngược lại để ta hiếu kỳ chính là vì cái gì ngươi biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Ta cũng không rõ lắm, lực lượng của ta cảm giác đều bị áp suất tại thể nội, hẳn là cái này hoàn cảnh không gian đối năng lượng hạn mức cao nhất có nhất định hạn chế. Nhưng lực lượng của ta cũng không có bị hạn chế, tu la lực lượng, chẳng lẽ còn so ra kém lực lượng của ngươi. Thao thiết bất đắc dĩ lắc đầu, có lẽ là bởi vì loại tình huống này sẽ chỉ tồn tại ở thú tộc trên thân. Sưu, rất đột ngột một nháy mắt, một đạo quan ảnh thuận thế bay tới. Trước mắt mọi người một trận hoảng hốt, quen thuộc hình dáng xuất hiện lần nữa. Linh Giao liền cổng nàng cái kia thanh cự kiếm sắc mặt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía Từ Dương. Ta muốn thuyết pháp đâu? Từ Dương cười đối với đối phương ngoắt ngoắt tay, góp trở về ta liền nói cho ngươi biết. Khiến người ôm bụng cười sự tình, nha đầu này thật đúng là cái không có tâm cơ nữ hài, cứ như vậy sững sờ đón. Ngay tại Linh Giao cùng Từ Dương bảo trì tại 5 mét phạm vi bên trong, Từ Dương nháy mắt động thủ, không hề có điềm báo trước lẻn đến sau lưng của nàng, một đầu ngón tay điểm tại Linh Giao cổ vị trí. Cường đại tu la lực lượng, càng quét Linh Giao bản thể, bắt đầu đánh thẳng vào nàng thức hải, Từ Dương muốn dùng phương thức như vậy thử nghiệm tỉnh lại nha đầu này nguyên bản ký ức. Nhưng mà cuối cùng không có vào tay trong tưởng tượng hiệu quả. Tiểu tử, ngươi đã thành công chọc giận ta. Nha đầu này không nói hai lời, quay người liền đối từ dương một trận đổ ập xuống giận chặt. Đáng chết, ngươi vậy mà ẩn giấu đi thực lực. Như thế nào? Ngươi bây giờ chọn lựa thần phục sao? Linh Giao hừ lạnh một tiếng, hoàng gia lính đánh thuê chưa bao giờ thần phục, chỉ có chiến tử. Ha ha, không hổ ta biết Linh Giao. Em mờ, ngươi đến cùng tại gọi bậy cái gì, ai là Linh Giao? Ta gọi Delia. Từ dương bất đắc dĩ cảm khái một đợt. Xem ra, khôi phục trí nhớ của bọn hắn cũng không thể dùng cao thủ đoạn, chỉ có thể nếm thử cùng bọn hắn bản tâm tiến hành kêu gọi. Như thế khá là phiền toái a. À. Chẳng qua liền xem như dạng này, Từ Dương vẫn là cảm thấy rất vui mừng, dù sao mới vừa tiến vào cái này ảo tưởng thế giới, không bao lâu liền gặp hai cái mình đồng đội, cuối cùng là một cái rất tốt bắt đầu. Ta sẽ không giết ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi một cái, chỉ sợ liền chính ngươi cũng không thể tin được bí mật. Ngay sau đó, từ dương liền đem mọi người toàn bộ kêu gọi đến cùng một chỗ. Lần này hắn không e về đem chuyện xưa của mình nói ra. Cùng trong tưởng tượng như thế không có quá lớn khác nhau, mọi người trừ kinh ngạc bên ngoài chính là khó có thể tin biểu lộ. Ta cũng không muốn phản bác ngươi cái gì, nhưng là đối với chúng ta mà nói, chúng ta mỗi người đều có tại cái này thần chi quốc nội sinh sống vô số cái năm tháng ký ức, điểm này ngươi lại giải thích như thế nào? Từ dương cười khổ lắc đầu, điểm này ta cũng không có tìm tới đáp án ta chỉ có thể nói xin các ngươi tin tưởng ta. Đương nhiên, nếu như ngươi không tin, hiện tại liền có thể đi trở về, dù sao ta sớm muộn cũng có một ngày đều sẽ đạt được chân chính đáp án, cũng nhất định sẽ liền các người rời đi nơi này. Mặc kệ các người có tin ta hay không, ta đều sẽ bảo hộ an toàn của các ngươi. Liền xem như tại cái này ảo tưởng thế giới bên trong, cũng tuyệt không có bất kỳ người nào có thể thương tổn được các ngươi. Giờ khắc này, nhìn xem từ dương bóng lưng, Linh Giao cùng Long Khôn đều thật sâu bị chấn động. Nếu như nói hắn là giả, như vậy phần này cực nóng tình cảm lại từ đâu mà đến. Tiểu tử, bất kể nói thế nào, ngươi nợ ta một món nợ ân tình chuyện này, tuyệt đối không có khả năng cứ như vậy được rồi. Chương 307, Tuân Thủ Quy Củ Linh Giao ném ra một tấm bản hiệu, một người yên lặng hướng phía ngoài cửa đi đến. Hiển nhiên, nàng đối hôm nay phát sinh cái này một hệ liệt sự tình cảm thấy suy nghĩ mê mang, cũng không nghĩ là nhanh như thế đạt được một cái minh xác kết luận, nàng phải cần một khoảng thời gian bình tĩnh suy nghĩ. Mà nàng ném ra khối này thủ bài cho Từ Dương, đã chứng minh trong lòng nàng mông lung thái độ. Đối với Từ Dương nói ra một phen, Linh Giao dù tuyệt không tin hoàn toàn, nhưng ít ra không có phủ định Từ Dương ý nghĩa sự tồn tại của người này. Long khôn cái miệng rộng này vừa định mở miệng lưu lại Linh Giao, lại là bị một bên Từ Dương ngăn ngăn lại. Để nàng đi thôi, chúng ta đã coi như là có thu hoạch. Ông trời của ta, ngươi dễ dàng như vậy liền thả nàng đi, đừng quên nàng là thân phận gì, nếu là nàng mang theo những cái kia hoàng gia lính đánh thuê đi lên tìm ngươi gây chuyện, liền xem như chúng ta phủ công tước cũng không giữ được ngươi. Từ dương giống như cười mà không phải cười nhìn một bên lông khôn một chút, ngươi nhanh như vậy liền bắt đầu cùng ta mặt trận thống nhất rồi. Ha ha, không muốn tự mình đa tình huynh đệ, ta chỉ là tại thực hiện ta một tháng này hứa hẹn mà thôi. Đến một tháng, mặc kệ như thế nào ngươi đều phải thả ta trở về. Từ Dương bất đắc dĩ nhún vai, xoay người hướng lấy gian phòng của mình đi trở về. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới, mình cùng tiểu hoa cái này ở lại điều kiện dường như thực sự là có chút không thể nào nói nổi. Dù sao đến đều đến, đoán chừng trong thời gian ngắn cũng không có cách nào rời đi cái này huyễn cảnh, không bằng trước cải thiện một chút cuộc sống của mình điều kiện mới là thực sự. Từ Dương có ý nghĩ này về sau, liền tìm tới tiểu hoa đề nghị muốn nàng mang theo mình đi ra ngoài, tại thần chi quốc vương thành ở trong bốn phía đi một vòng. Không thể không nói cái này thần chi thành vẫn là tương đối phồn hoa. Đi tại cái này rộng rãi trên đường cái, để Từ Dương nhớ tới trước kia tại Bảy Châu lúc đế quốc hoàng gia đường cái khí phái tình cảnh. Chỉ có điều so với đế quốc hoàng gia đường cái, cái này thần chi quốc trong đường phố, khắp nơi đều tràn ngập loại kia thần thánh khí tức. Trên đường vãn lai người đi đường cũng không tính nhiều nhưng là từ dương phóng tầm mắt nhìn một cái, gần như 10 người ở trong có 6-7 người đều có được khác biệt cường độ thần lực ba động. Hiển nhiên thần chi quốc không chỉ có riêng là vương đô một cái thành thị, mà có tư cách ở tại vương thành cắm rễ gần như đều không phải gia đình bình thường. Nha đầu, ta nhìn ngươi cái bộ dáng này cách ăn mặc, ngày bình thường hẳn là trôi qua rất tiết kiệm, sáng hôm nay ta dẫn ngươi đi cải thiện một chút sinh hoạt. Từ dương nói kéo lên một cái bên người tiểu hoa, liền phải mang theo nàng đi có một bữa cơm no đủ. Đi gặp Tiểu Hoa đột nhiên dừng bước, trên mặt biểu lộ lộ ra 10 phần mất tự nhiên. "Thiếu gia, chúng ta vẫn là không muốn đi, tháng này hàng tháng đã nhanh phải tốn ánh sáng." Từ Dương trung lập cập, loại tình huống này tại trong thế giới hiện thực hắn nhưng xưa nay đều chưa bao giờ gặp. "Ha ha, thiếu gia ta sống mười mấy vạn năm, chưa từng có vì tiền phát quá sầu, theo ta đi chính là." Không nói hai lời, Từ Dương nắm lên Tiểu Hoa, liền hướng phía đường phố này phồn hoa nhất nhà kia phòng ăn đi tới đẩy cửa đi tới trong nháy mắt, cổng mấy cái kia hộ vệ lúc ấy sắc mặt khó coi mấy phần, có chút không hữu hảo ngăn tại trước mặt hai người. Thật có lỗi, nhà này phòng ăn cũng không phải là tùy tiện người nào đều có thể tiến đến, không có thân phận quý tộc không có tư cách ở đây dùng cơm, mời các ngươi rời đi. Từ dương cười ha ha, nguyên lai like tại cái này cái gọi là thần chi quốc ở trong cũng là có đẳng cấp phân chia sao. Người sinh ra bình đẳng, chẳng lẽ các người chưa nghe nói qua câu nói này sao? ha ha bình đẳng vậy ngươi nói cho ta nói cho ta vì cái gì ở trên con đường này ở thiên gia vạn hộ nhưng bọn hắn thân phận của mỗi người đều không giống căn bản không có cái gì bình đẳng có thể nói thân phận cùng thực lực chính là ngươi hơn người một bậc biểu tượng mắt chó coi thường người khác đồ vật ta cho ngươi một cái cơ hội lập tức tránh ra cho ta nếu không ngươi đem trả giá thê thảm đau đớn đại giới từ dương nguyên bản căn bản không có cần phải cùng cái này hộ vệ dây dưa cái gì nhưng hắn nhìn thấy bộ này mắt chó coi thường người khác sắc mặt liền rất tức giận. Huống chi Tiểu Hoa còn tại bên cạnh mình, hắn không nghĩ để bên cạnh mình người chịu đựng bất kỳ ủy khuất gì. Người tới, cho ta đem cái này đuôi mù da hỏa đánh đi ra. Hộ vệ này đầu lĩnh không có hảo ý giơ lên một vòng mỉm cười. Đồng thời đối từ Dương bên người Tiểu Hoa lộ ra một vòng lả trả ý cười. Chú ý điểm, đừng đụng đến bên cạnh tiểu cô nương này, có lẽ nàng còn có càng nhiều giá trị. Từ dương lúc ấy minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng đem tiểu hoa hộ sau lưng mình, lạnh lùng mặt đối mặt trước những cường giả này. Đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, vậy cũng đừng trách thiếu gia ta tàn nhẫn vô tình. Vừa mới nói xong, từ dương đã là vượt lên trước bước ra, một cái đống cắt lớn nắm đấm vung ra, chỉ nghe một tiếng ầm vang tiếng vang, trước mặt cái này 10 cái hộ vệ nhau nhau như sau như sủi cảo bay ngược ra ngoài. Phải biết, tiệm này thế nhưng là toàn bộ thần chi quốc đều 10 phần nổi danh cửa hàng, Nghe nói sau màn lão bản càng là thần chi vương quốc đỉnh cấp đại lão. Loại địa phương này bình thường gần như không có khả năng có chuyện đánh nhau phát sinh. Nhưng là hôm nay từ dương đến cho tất cả mọi người một kinh hỉ. ầm ầm, Mười cái vỏ giả cứ như vậy bay ngược ra ngoài. Một màn này cũng triệt để để vừa mới ra lệnh cái này mặt lạnh đại hán tức giận, không nói lời gì rút ra bên hông cự kiếm, đối từ dương liền bổ tới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Từ dương chỉ là cho đối phương một cái ánh mắt kinh miệt, đưa tay ở giữa một cổ cự lực quanh ra, cái này cầm đầu hộ vệ thống lĩnh, cả người như là phá bao tải đồng dạng đều bay ra ngoài. Tự hồ là động tĩnh bên này gây nên khách sạn cao tầng chú ý, rất nhanh, một người mặc hoa phục cao lãnh thiếu niên liền dẫn một chút khí tức thập phần cường đại lão giả, từ không hiểu phương hướng đi ra. Dám ở chúng ta vương đô tiệm cơm động thủ, tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ. Thiếu niên này giống như cười mà không phải cười bộ dáng, cho người ta một loại kiêu ngạo mà cảm giác lạnh như băng, thế nhưng là từ dương đang nhìn nhau bên trên đối phương trong nháy mắt, thiếu niên này rõ ràng cảm nhận được một loại băng lãnh thấu xương ảo giác. Đó là một loại nguồn gốc từ sâu trong linh hồn khủng bố bi áp. Mắt chó coi thường người khác địa phương. Bản thiếu gia nhất là không quen nhìn. Ồ! Vậy ngươi ngược lại là nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Từ dương đơn giản đem vừa mới phát sinh hết thảy làm trần thuật, cái này ngây ngô thiếu niên dường như cũng không có như vậy bỏ qua ý tứ. Thật có lỗi, đây là chúng ta tiệm cơm phép tắt, không có thân phận quý tộc, không có tiếng vào dùng cơm tư cách. Từ dương cười ha ha, trong tay lắc một cái, đem kia một viên linh dao để lại cho mình hoàng gia lính đánh thuê phó thống lĩnh thủ bài lấy ra. Cái gì? Hắn thế mà có được hoàng gia lính đánh thuê thân phận, hơn nữa còn là cái phó thống lĩnh. Làm cái này bản hiệu xuất hiện một nháy mắt, những cái kia vừa mới tìm cần phiền phức bọn hộ vệ, từng cái sắc mặt tái xanh, bọn họ cũng đều biết lần này là đá vào tấm sắt bên trên. Hiện tại ngươi nhưng còn có cái gì muốn nói? Quả nhiên, cầm đầu thanh y thiếu niên sắc mặt xanh xám, lúc này liền xem như hắn nghĩ bao che khuyết điểm, cũng căn bản không có bất kỳ lý do gì. Nơi này là thần chi quốc, hết thảy đều muốn theo quy củ làm việc, nếu là thủ hạ của mình phá phá hư quy củ, như vậy liền lẽ ra nhận trừng phạt. Mấy vị trưởng lão Mấy cái này phế vật không hiểu quy củ, là hẳn là thật tốt giáo dục một phen. Chương 308, tiếp nhận nhiệm vụ. Tuân mệnh, công tử. Sau lưng mấy cái kia lão đầu nói, không hề có điềm báo trước ra tay, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt, liền đem trên mặt đất những cái này phạm sai lầm bọn hộ vệ hoàn toàn chém tận giết tuyệt. Càng làm cho từ dương cảm thấy khép bờ sợ là, những người này ở đây vẫn lạc trong nháy mắt, tất cả đều biến thành vỡ vụn điểm sáng hấp thu tiếng trong đó một tên trưởng lão tay cầm bên trong. Thật có lỗi, quý tộc tiên sinh. Đích thật là chúng ta tiệm cơm khuyết điểm, làm đền bù, bữa cơm này ta đến mời khách. Từ dương hài lòng gật đầu cười, vậy liền đem các ngươi tiệm cơm nhất chiêu bài đồ ăn đều lên hai phần. Vừa mới nói xong, từ dương rất tự nhiên nắm lên tiểu hoa tay, hướng phía tiệm cơm cấp cao nhất khách quý bao phòng đi vào. Nhìn xem từ dương kiệt ngạo bóng lưng, cái kia quần áo màu xanh thiếu niên lộ ra một vòng biểu tình cổ quái. Công tử, thật muốn dựa theo hắn nói như vậy đi làm sao? Thanh y thiếu niên kia cười lạnh, không phải đâu, trong tay hắn tấm lệnh bài kia không phải giả, người này khẳng định cùng hoàng gia lính đánh thuê có nhất định quan hệ. Chiếu ta nói đi làm là được, ăn một bữa cơm chúng ta cũng không phải không thường nổi, nhưng là người này ta ghi nhớ hắn. Tuân mệnh Ông trời của ta, nghĩ không ra thần chi quốc những thức ăn này còn thật là mỹ vị nha. Từ dương lúc này đang cùng tiểu hoa tại quý tộc gian phòng ở trong ăn như gió cuốn. Không thể không nói, bữa cơm này là từ dương gần đây một năm đã qua nếm qua vị ngon nhất dừng lại đồ ăn. Suy nghĩ cẩn thận, tại thế giới chân thật bên trong, mình dường như một đường đều tại mệt mỏi tu luyện, tìm kiếm manh mối, mấy năm gần đây đến đều không có nghỉ ngơi cho khỏe quá, bây giờ đi vào cái này thần bí vô tận chi tháp huyễn cảnh bên trong, coi như cho mình ngắn mũi thả một cái giả. Có ý nghĩ như vậy về sau, từ dương nguyên bản căng cứng suy nghĩ cũng dần dần buông lỏng lên. Tiểu hoa dường như cũng ăn được rất vui vẻ, dùng lại nói của nàng, nàng đời này cũng chưa từng ăn ăn ngon như vậy đồ ăn. Nhìn xem nha đầu này một mặt dáng vẻ hạnh phúc, từ dương ở sâu trong nội tâm kia một đoàn mềm mại, cũng dường như bị thật sâu xúc động. Yên tâm đi, thiếu gia ta bây giờ xưa đâu bằng nay, những ngày an nhàn của ngươi đã muốn tới đã từng ngươi vì ta nhận qua khổ, ta đều muốn gấp 10 gấp trăm lần đền bù cho ngươi. Tiểu hoa trên mặt lên một vòng đỏ ửng, mặc dù hắn biết mình chỉ là thiếu gia nha hoàng, nhưng có thể nghe được thiếu gia nói ra lời nói này, tiểu hoa vẫn là mười phần kích động. Loại kia tự nhiên sinh ra ra cảm giác hạnh phúc, dần dần sinh sôi. Sau khi cơm nước xong hai người cứ như vậy một mặt nhẹ nhõm tại trên đường cái đi dạo, trong bất tri bất giác liền tới đến tuyên bố nhiệm vụ chỗ, kia hình dạng quỷ dị tòa thành trước mặt, A. À, nơi này là địa phương nào a? À? Kiến trúc này thật cổ quá nha, mà lại ta có thể cảm thụ được, trong này tràn ngập 10 phần cường hãn linh lực ba động. Nơi này là tuyên bố nhiệm vụ chỗ, cũng là trưởng quản thần chi quốc thường ngày trật tự cùng công cộng nhiệm vụ tuyên bố điểm. Nắm giữ thần lực thần chi quốc dân chúng có thể ở đây xác nhận đẳng cấp khác nhau nhiệm vụ đem đổi lấy thù lao tương ứng. Đây cũng chính là nắm giữ thần lực người tại thần chi quốc có thể hơn người một bậc nguyên nhân. Trước đó chúng ta thời gian không dễ chịu, cũng bởi vì hai người chúng ta sống nương tựa lẫn nhau, nhưng chúng ta đều không có thần lực. Từ dương như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, không có làm càng nhiều do dự, lập tức nắm tiểu hoa tay đi vào kiểm tra chỗ. Ngươi tốt, xin hỏi các ngươi cái này có cái gì đẳng cấp cao nhất nhiệm vụ, ta nghĩ tiếp. Trước mặt trung niên đại thúc này nhìn thật sâu từ dương một chút, lại nhìn một chút bên cạnh hắn một mặt ngượng ngùng tiểu hoa, làm sao cũng nhìn không ra hai người này là có thể hoàn thành đẳng cấp cao nhất quy cách nhiệm vụ thần chi lực người sở hữu thật có lỗi vị thiếu niên này người nhưng từng có trước đó hoàn thành nhiệm vụ chứng minh từ dương lông mày bản năng nhíu lại chẳng lẽ nơi này cũng cùng trước đó tiệm cơm đồng dạng mắt chó coi thường người khác sao hẳn là nơi này nhận nhiệm vụ còn có dạng này đặc thù quy định đại thúc thật cũng không giấu giếm cái gì chỉ là sắc mặt bình tĩnh mở miệng quy định ngược lại là không có nhưng ta nhìn ngươi tuổi còn trẻ không hề giống là có được cường đại thần chi lực cường giả, nơi này đỉnh tiêm nhiệm vụ đều là 10 phần khó khăn. Thậm chí một chút hoàng gia lính đánh thuê các cường giả đều không thể hoàn thành. Ta đây là tại vì nghĩ cho an toàn của ngươi. Từ dương nghe xong lời này lúc ấy liền cười, tiện tay đem khối kia bản hiệu lại một lần lấy ra. Quả nhiên, làm điều này có thể hiển lộ rõ ràng thân phận của mình thủ bài sau khi xuất hiện, trước mặt trung niên đại thúc này lập tức trở nên vô cùng cung kính nhìn về phía từ dương ánh mắt bên trong cũng nhiều hơn mấy phần tôn trọng phó thống lĩnh các hạ xin chờ một chút ta cái này đi vì ngài nhận lấy nhiệm vụ nhìn xem cái này đại thúc tất cung tất kính đi tới nội thất dáng vẻ từ dương cùng tiểu hoa liếc nhau đều lộ ra một nụ cười xem ra linh giao nha đầu này vẫn là trong bất tri bất giác giúp ta một đại ân a à. rất nhanh trung niên đại thúc liền cầm một phần nhiệm vụ danh sách đưa tới tiểu hoa cùng từ dương trước mặt trải qua tiểu hoa một phen chỉ điểm, Từ Dương rất nhanh tại cái này rất nhiều tuyển hạng ở trong chọn lựa đến cái kia danh tự là màu đen cấp cao nhất nhiệm vụ, đằng sau rõ ràng viết tiền thưởng tổ có 500 kim. Tiểu Hoa, 500 kim tệ tại thần chi quốc là như thế nào một loại khái niệm. Tiểu Hoa có chút kích động nhịn không được trung, nàng thậm chí đã minh bạch Từ Dương muốn xác nhận chính là cái này đứng đầu nhất nhiệm vụ. 500 kim tệ, lấy ngươi cùng ta trước đó tiêu xài đủ chúng ta sống trên 50 năm. Từ dương nhịn không được hít sâu một hơi, nói như vậy, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành cái này nhiệm vụ, người cùng ta sinh hoạt liền sẽ đạt được triệt để cải thiện, liền chúng ta trước đó hiện đang ở cái kia cũng không phải là rất xuất chúng trạch viện cũng có thể đổi mới một lần. Vị đại thúc này, chúng ta có thể hay không một lần tính nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ. Đại thúc bản năng hít sâu một hơi, hắn biết có thể có được khối kia thủ bài người tuyệt đối không phải người bình thường, thế nhưng là đưa ra yêu cầu như vậy còn là lần đầu tiên thật có lỗi, phó thống lĩnh đại nhân, ngài nếu như lựa chọn độ khó khăn nhất đẳng cấp nhiệm vụ, mỗi lần chỉ có thể tiếp thu một hạng nhiệm vụ. Vậy được rồi, Từ Dương cũng không có tiếng một bước khó xử, cái này trung niên đại thúc quả quyết tại tờ danh sách này mặt ngoài điền bên trên độ khó khăn nhất nhiệm vụ danh tự. Ảnh cướp Nội dung nhiệm vụ Bắt những ngày gần đây tại thần chi quốc bên trong liên tiếp gây án đỉnh cấp cái bóng đạo tặc mục tiêu nhân vật thực lực đẳng cấp không biết. Nguy hiểm hệ số thấp sao, Nhiệm vụ hoàn thành độ khó năm ngôi sao. Từ dương nhìn một chút những nhiệm vụ kia nội dung. Nhìn không được lại một lần nữa lâm vào mê mang. Ta nói, cái này nguy hiểm hệ số thấp như vậy, vì sao nhiệm vụ độ hoàn thành lại cao như thế? Nhiệm vụ này giới thiệu không phải tự mâu thuẫn sao? Trung niên đại thúc không sợ người khác làm phiền tiếp tục cung kính mở miệng. Đại nhân có chỗ không biết, nguy hiểm hệ số cùng nhiệm vụ độ hoàn thành cũng không phải là cùng một cái khái niệm, Nguy hiểm hệ số chỉ là nhiệm vụ mục tiêu giết chóc giá trị, nếu như người này là một cái tàn nhẫn kẻ giết chóc, hoặc là hoàn thành cái này nhiệm vụ thất bại tử vong nhân số rất cao. Nguy hiểm như vậy hệ số tự nhiên là cao, về phần nhiệm vụ độ hoàn thành, đây là thông qua nhiệm vụ hoàn thành độ khó bản thân đến thể hiện, cùng nguy hiểm hệ số không có có quan hệ trực tiếp. Từ Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ giống như nhẹ gật đầu, tốt a, à, cho ta 2 giờ, ta nhất định đem tên đạo tặc kia bắt quy án. Chương 309 thu hoạch ngoài ý muốn. Cái gì? Hai giờ. Đại nhân thực lực tự nhiên là đủ cường đại, nhưng cái này nhiệm vụ trước đó đã có hơn 60 cái cường giả xác nhận quá, nhưng không ai thành công, thậm chí ở trong tuyệt đại bộ phận người, liền cái kia ảnh đạo thân ảnh đều không thể bắt giữ. Nguyên nhân chính là đối phương tới vô ảnh đi vô tung, mới làm cái này khó khăn nhiệm vụ độ hoàn thành đạt tới năm ngôi sao. Từ dương cười nhạt một tiếng, phất phất tay, được rồi, đại thúc chờ lấy tin tức tốt của ta đi, buổi tối hôm nay ngươi có thể muốn hơi tăng ca một chút, bởi vì tại ta hoàn thành nhiệm vụ trở về thời điểm, ngươi cũng đã muốn tan tầm. Vừa dứt lời, không có mấy cái lắc lư nháy mắt, từ dương liền cùng tiểu hoa rời đi trong phòng này. Thiếu gia, ngươi thật sự có nắm chắc tại trong vòng 2 canh giờ hoàn thành cái này nhiệm vụ, nghe nói cái kia ảnh đạo thân pháp tốc độ hết sức kinh người. Vậy ta ngược lại là không có cái này nắm chắc chẳng qua chỉ cần chúng ta có thể gặp được tên kia gây án, ta đã có trăm phần trăm nắm chắc đem chinh phục. Lại là một đêm nguyệt hắc phong cao. Trên đường cái dần dần đã không có bóng người, từ dương cùng tiểu hoa vẫn tại cái này trong đường phố xuyên qua tìm kiếm lấy. Thiếu gia, ta có chút sợ, đây là ta lần thứ nhất muộn như vậy còn tại trên đường cái đi dạo đâu. Từ dương cười vút vút tiểu hài cái đầu nhỏ, không cần sợ có ta ở đây, không ai có thể tổn thương ngươi. Có lẽ thật là vận khí tốt, hai người chỉ phí gần một cái giờ chạy khắp thăm dò về sau, rốt cục bắt được một chút cái kia ảnh cướp dấu vết để lại. Không gian ở trong độc thuộc về một tên khác cường giả thần chi lực chấn động, cũng bị Từ Dương bắt giữ chính. Hừ hừ, ta ngược lại muốn xem xem hôm nay ngươi còn chạy chỗ nào. Từ Dương tốc độ trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đối phương phát giác được Từ Dương truy tung, đồng thời tăng tốc tốc độ của mình. Nhưng mà từ dương trong cơ thể tu la lực lượng cũng không phải là tên kia có thế so với vai, một khi nhất định phải khóa chặt tinh thần lực phương vị, hắn liền chú định tai kiếp khó thoát. Tiểu tử, không nên uổng phí khí lực, bị ta để mắt tới, coi như thực lực ngươi mạnh hơn cũng căn bản không có khả năng chạy trốn. Cái kia khoát trên người áo choàng hình dáng, dường như cảm nhận được đến từ phía sau áp lực tinh thần mạnh mẽ, phát điên một loại tăng lên tốc độ của mình lần này từ dương không có bất kỳ cái gì muốn bỏ qua đối phương ý tứ chỉ gặp hắn lông mày có chút nhô lên trong cơ thể có không gì sánh nổi cường hoành màu đen khí tức nháy mắt bộc phát vẻn vẹn vừa đối mặt liền từ trên trời giáng xuống đem mục tiêu nhân vật hoàn toàn khóa kín trốn chỗ nào phi thân một chân lăn không bước ra từ dương cái này chân to ấn không sai không kém đánh vào mục tiêu nhân vật phía sau nhưng mà một màn kế tiếp lại làm cho hứa dương giật nảy cả mình chỉ gặp mặt trước bị mình bay vụt đi ra đạo nhân ảnh này, vậy mà là một cái tiểu cô nương. Tiến đến phụ cận xem xét, đây chẳng phải là mình kia muội muội tiểu đoàn đoàn sao? Cái gì? Tiểu đoàn đoàn cũng không bị đến cỡ nào thương nặng, đột nhiên mắt to chớp, cùng với một mặt dáng vẻ vô tội, đối từ dương lau lau nước mắt ngay sau đó liền bắt đầu bán tàn hiển nhiên một bộ hí tinh thân trên bộ dáng. Đáng tiếc từ dương đối với mình cái này nhí nha nhí nhảnh muội muội hiểu quá rõ, chỉ cần đối mặt bên trên nàng một chút, liền biết tiểu cô nương này suy nghĩ cái gì căn bản cũng không có muốn bỏ qua đối phương cơ hội vung tay lên liền đem tiểu đoàn đoàn gắt gao chọc vào ngực mình đi mòn góc sắt tìm không thấy gặp được chẳng tốn chút công phu thế mà bị ta dễ dàng như vậy liền tìm được ngươi nha đoàn nhỏ tử nói từ dương còn ở lại chỗ này nha đầu trên mặt bóp bóp mũm mĩm hồng hồng khuôn mặt vẫn là như vậy có xúc cảm rất nhanh tiểu hoa cũng cùng nhau theo sau nhưng nhìn thấy Từ Dương trong ngực nhiều như thế một cái nhí nha nhí nhảnh, hất lên áo choàng tiểu cô nương thời điểm, Tiểu Hoa cũng là một mặt chấn kinh. Thiếu gia, chẳng lẽ đây chính là chúng ta muốn bắt ảnh cướp? Từ Dương bất đắc dĩ thè lưỡi, cũng không sao. Vậy chúng ta bây giờ liền trở về phục mệnh sao? Từ Dương thở dài, Tiểu Hoa, cái này 500 kim chúng ta khả năng lấy không được, ngươi còn nhớ rõ ban ngày ta cho kia hai tên gia hỏa nói cố sự sao? Tiểu hoa mắt to chớp lấy nhẹ gật đầu, chẳng lẽ tiểu nha đầu này cũng là hơi ngươi tại thế giới chân thật đồng bạn. Không sai, hắn chính là ta em gái nuôi tiểu đoàn đoàn. Cái gì bao quanh? Ta thế nhưng là thần chi quốc thứ nhất hiệp đạo phi thiên tiểu ma nữ. Từ dương một mặt bất đắc dĩ làm ra lau mồ hôi động tác, thôi đi, liền ngươi cái này hai lần ta một cái tay liền có thể đưa ngươi chế phục, nếu không phải tốc độ ngươi quá nhanh, đoán chừng đã sớm xa lưới, cái gì cũng đừng nói, đi cùng ca ca về nhà chờ một chút chờ một chút ta muốn đem ta bách bảo trương cùng một chỗ mang đi từ dương cùng tiểu hoa liếc nhau đều là sững sờ chẳng qua cái này tiểu đoàn đoàn rất rõ ràng trước mặt gia hỏa này thực lực xa còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều coi như muốn chạy cũng cũng căn bản không có bất cứ cơ hội nào hôm nay tự mình tính là nhận thua nhưng bất luận như thế nào mình cái kia tồn trữ rất nhiều thời gian bách bảo trương nhất định không thể cứ như vậy vứt bỏ thế là tại tiểu đoàn đoàn dẫn đầu dưới từ dương cùng tiểu hoa đi theo nha đầu này cùng đi đến nàng cứ điểm, quả nhiên ở trong đó có một cái toàn thân hoàng kim nhan sắc bảo trương, bên trong đựng đầy đủ loại vàng bạc tài bảo. Ông trời của ta, nghĩ không ra ngươi nha đầu này thật đúng là có thế chịu khó nha, xem ở ngươi như thế giàu có trên mặt, ta quyết định không đem ngươi mang về tuyên bố nhiệm vụ chỗ, chẳng qua làm điều kiện, từ hôm nay trở đi ngươi muốn đi theo bên người chúng ta. Phi thiên tiểu ma nữ một mặt kinh ngạc, chớp lấy mắt to nhìn về phía từ dương, chỉ là lần này không biết tại sao, nàng lại tại từ dương ánh mắt ở trong không cảm giác được một tí khí tức bén nhọn, ngược lại là một loại khiến người rất thoải mái người nhà đồng dạng cảm giác. Vì sao lại có cảm giác như vậy? Tiểu nha đầu cũng là không chút nào giải, nhưng nàng bản năng nhẹ gật đầu. Kết quả là, một đêm này từ dương lại có một cái lớn lao thu hoạch, chẳng những tìm được tiểu đoàn đoàn, còn tự thân tiếp thu nàng tiểu kim khố. Đến tận đây, từ dương đoàn đội tại tiền tài phương diện đã không cần có bất kỳ lo lắng nào. Tiểu hoa đơn giản bàn tính toán một cái, tiểu đoàn đoàn cái này tiểu kim khố tổng giá trị cộng lại chỉ có 5.000 kim nhiều, xa muốn so những nhiệm vụ kia đến càng thêm có lời. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Long không tiểu tử kia tại về phủ công tước báo quá tin về sau, liền hấp tấp đi vào từ dương điểm dừng chân. Khi hắn nhìn thấy từ dương bên người nhiều tiểu đoàn đoàn như thế một tiểu nha đầu thời điểm, cũng là một mặt chấn kinh tình huống như thế nào? Ngươi đừng nói cho ta, tiểu cô nương này cũng là ngươi tìm kiếm mục tiêu một trong. Từ dương gật đầu cười, không sai, tại thế giới chân thật bên trong, tiểu nha đầu này ngày thường cũng không có thiếu cuốn lấy ngươi, quan trọng hơn chính là mỗi lần chúng ta gặp được nguy hiểm, đều là ngươi cái thứ nhất ngăn tại phía trước nhất, bảo vệ ta cái này em gái nuôi. Long không đào đào mũi trợn nhìn từ dương một chút, ngươi cái này một thân tài năng không đi viết sách, thật là uổng công. Ta hôm nay sở dĩ sớm như vậy đến, chính là muốn thông báo ngươi một kiện lớn tin tức. Long không nói đưa cho Từ Dương một phần cùng loại thư mời đồ vật. Đây là Cầu Linh Đại Điển vé vào cửa. Từ Dương sững sờ một chút, cái gì là Cầu Linh Đại Điển? Chương 310, Cầu Linh Đại Điển. Đơn giản đến nói, chính là thần chi quốc mỗi năm một lần quý tộc cầu phúc đại hội, tham gia trận này thịnh hội đều là thần chi quốc bên trong có được quý tộc đầu hàm người thượng lưu vật, đến lúc này, thần chi vương quốc thành viên hoàng thất cũng sẽ tự mình ra mặt. Ta nghĩ đến ngươi một mực đang suy nghĩ muốn tìm đồng bạn, có lẽ cái này cầu linh đại điển có thể cho ngươi một chút trợ giúp. Từ dương có chút ngạc nhiên vỗ vỗ lông không bả vai. Nguyên bản ta còn tưởng rằng ngươi tiểu tử này chính là cái ăn chơi thiếu gia, chẳng qua bây giờ ta đã phát hiện trên người ngươi ưu điểm, làm bằng hữu hẳn là còn miễn cưỡng không có trở ngại. Long không trợ nhìn từ dương một chút, liền biểu thị mình căn bản không cần đối phương cảm kích. Nói một tháng chính là một tháng, tiểu tử ngươi không cần đập mông ngựa của ta, định nọt, bản thiếu gia căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Trong lúc rảnh rỗi, đã dưới mắt có tiền, từ dương liền đem tâm tư đặt ở tiêu phí phương diện. Đầu tiên muốn làm liền đem tòa này đơn sơ nhà gỗ thay thế rơi. Nguyên bản từ dương là nghĩ trực tiếp đem tòa này phòng ở bán đi, nhưng một tại tiểu hoa nhiều lần kiên trì giữ lại, dùng tiểu hoa nói phòng này tồn phóng đã từng ký ức. Đã mọi người hiện tại cũng đã không thiếu tiền, không cần thiết đem cái phòng này bán đi. Từ Dương nghe Tiểu Hoa đề nghị, nhẹ gật đầu. Về phần nhà mới thì là tại Long không giới thiệu, tại bên đường phố bên trên một chỗ hoàn cảnh tương đối ưu nhã độc lập đình viện. Tòa này đình viện cũng là nhất định phải có thân phận quý tộc danh hiệu mới có vào ở tư cách địa phương. Làm thủ tục nhập cư về sau, Từ Dương tại cái này huyển cảnh thần chi quốc bên trong chỗ thứ nhất chính thức điểm dừng chân rốt cục hoàn thành. Gian phòng kia hoàn cảnh rất ưu nhã quy mô cũng rất lớn, tối thiểu thực hiện từ dương đối tiểu hoa hứa hẹn, cuối cùng có thể để nàng vượt qua một chút ngày tốt lành. Làm xong chuyện phòng ốc, từ dương đơn độc phân cho tiểu hoa 500 kim tệ, làm nàng tiền xài vặt. Đồng thời lại cho nha đầu này đặt mua một thân lộng lẫy trang phục, trọng yếu nhất chính là từ dương thông qua long khôn trợ giúp hạ cho tiểu hoa làm một cái quý tộc chân chính danh hiệu. Đồng thời tại thần chi quốc đường phố chính hoàng kim khu vực cho tiểu hoa mua xuống một gian cửa hàng, dạng này coi như từ dương về sau rời đi, tiểu hoa cũng có thể không cần dựa vào may may vá vá đến trợ cấp gia dụng. Có thể nói từ dương đến hoàn toàn thay đổi nha hoàng tiểu hoa vận mệnh. Để nàng theo thần chi quốc hạ đẳng nhất nha hoàng thân phận lắc mình biến hóa biến thành thượng lưu xã hội quý tộc tiểu thư. Chẳng qua đối với tiểu hoa đến nói, những cái này vật ngoài thân tựa hồ cũng lộ ra không trọng yếu như vậy, chỉ cần có thể đi theo từ dương bên người, nàng chính là hạnh phúc. Ba ngày sau, cầu linh đại hội rốt cục bắt đầu cử hành. Từ Dương Mang chính mình đoàn đội, đi vào Long Không phủ công tước, lấy phủ công tước đặc biệt khách quý thân phận, thu hoạch được Cầu Linh đại hội ra trận tư cách. Cái này Cầu Linh đại hội tổ chức là tại thần chi quốc hoàng gia tế tự đình viện. Cầu Linh bản thân liền là tế tự một loại cách nói khác. Chỉ có điều cùng phổ thông tế tự điển lễ khác biệt. Cầu Linh đại hội thứ nhất là có hoàng gia thành viên gia nhập, thứ hai chỉ đối thần chi quốc bên trong quý tộc mở ra cũng coi là quý tộc các thế lực lớn ở giữa lẫn nhau vãn lai một cái môi giới. Tra trận trước đó mọi người cũng không có ngay lập tức an vị, mà là tại cái này lớn như vậy đình viện ở trong lẫn nhau nói chuyện phím xúc tiếng tình cảm. Từ đầu đến cuối Từ Dương đều chỉ cùng mình đoàn đội mấy người cùng một chỗ, Long Khôn mặc dù là phủ công tước thiếu gia, nhưng hắn tự hồ đối với loại này bề ngoài bên trên vãn lai không có bất kỳ cái gì hứng thú. Ta nói, nơi này nhiều như vậy thần chi quốc quý tộc trẻ tuổi tiểu thư liền không có một cái ngươi có thế coi trọng. Long không bản năng rung lập cập, ta đối loại này giả mô hình giả thức kết giao không có bất kỳ cái gì hứng thú. Nếu như không phải ta có công tước chi tử thân phận tại, ta đoán chừng các nàng cũng sẽ không nhiều liếc lấy ta một cái. Không thể không nói, cái này Long không tại từ dương xem ra quả nhiên là nội tú tại bên trong. Hắn vẹn vẹn chỉ là dùng mặt ngoài hoàng khố phóng túng, đến ngụy trang mình thôi, chân chính hắn, có được người thế tục không có trí tuệ. Đến đến, mau nhìn bên kia cái kia năm bào thai chính là thần chi quốc trong giới quý tộc trước mắt chạm tay có thể bỏng ngủ đóa kim hoa. Long khôn vừa mới nói xong, từ dương ánh mắt liền bị kia ngủ đóa kim hoa hấp dẫn đi. Định nhãn đi xem, kia năm cái nha đầu không phải người khác, chính là trong thế giới hiện thực nữ đế kia năm cái đồ đệ hàng nguyệt năm tiểu hoa A. Kia là thần chi vương quốc hộ quốc công năm cái tôn nữ, chính thức có được hoàng thất dòng họ thân phận đỉnh cấp quý tộc mà lại cái này năm cái nha đầu trời sinh mỹ mạo thần lực cường đại, đều là vương thành bên trong các đại quý tộc các công ty tranh nhau cướp đoạt mục tiêu. Từ dương miễn cười, ta có thể nói các nàng năm cái, cũng là đồng bọn của ta một trong sao. Tiểu hoa đám người nghe vậy đều là giật nảy cả mình, lần này liền tiểu đoàn đoàn cũng có chút ngồi không yên, nhịn không được tiến đến từ dương bên người, ra vẻ một bộ hung dữ dáng vẻ, ta nói, ngươi cái tên này thật đúng là không khiến người ta bớt lo đâu, thế mà đem nhiều như vậy mùi tử từ dương vội vàng nhúng vai buông tay, chúng ta đều chỉ là đồng bạn quan hệ. Chẳng qua coi như như thế, ta nghĩ ta cũng cần hành động một chút. Mắt thấy từ dương sửa sang mình thẳng âu phục, bưng một chén rượu đỏ, sớm thoát ly mình đoàn đội, hướng phía kia hàng nguyệt năm tiểu hoa phương hướng xẹt tới. Này này, ta thế nào cảm giác gia hỏa này chính là dựa vào biên cố sự lừa gạt chúng ta đây, hắn căn bản cũng không phải là cái gì một cái thế giới khác khách tới, vẻn vẹn chỉ là vì cưa gái thôi long không một mặt xấu bụng biểu lộ hung dữ nhìn về phía từ dương bóng lưng đối tiểu đoàn đoàn cùng tiểu hoa mấy người nói thầm nghe ngươi kiểu nói này ta cũng có đồng cảm được rồi xem trước một chút gia hỏa này đến cùng có thủ đoạn gì đi nếu như hắn thật có thể dễ như trở bàn tay đem cái này năm tiểu hoa cầm xuống vậy đã nói rõ suy đoán của ngươi tám thành là đúng gia hỏa này căn bản chính là một cái tình cảm lừa đảo tiểu đoàn đoàn nâng con hàng này một đợt duy chỉ có tiểu hoa đối thiếu gia nhà mình tràn ngập lòng tin. Mấy vị này, chính là danh mãn thần chi quốc độ ngũ kim hoa đi, mọi người tốt. Ta gọi A Dương. Rất hân hạnh được biết các người. Không thể không nói, từ Dương tướng Mạo vẫn là cực kỳ anh Tuấn, liền xem như đứng tại cái này cấp cao nhất quý tộc công tử trong vòng, cũng lộ ra như vậy tài năng xuất chúng, quan trọng hơn chính là hắn bản thân thần lực cường đại cỡ nào, tự thân tản mát ra cái chủng loại kia khí chất căn bản không phải những con nhà giàu này có thể so sánh tràn vào năm tiểu hoa tầm mắt ở trong trong nháy mắt cái này năm cái cô nương rõ ràng trở nên cực độ hưng phấn lên đương nhiên bên người từng cơn ớn lạnh cũng lần lượt từ những quý tộc này bọn công tử trên thân dân lên từ dương dường như lập tức trở thành chúng mũi tên chi vị công tử này nhìn không quen mặt không biết các hạ là từ dương cười lắc đầu ta chẳng qua là phủ công tước một cái cửa khách mà thôi Hóa ra là phủ công tước môn khách, thật đúng là tuổi trẻ tài cao đâu. Từ Dương. Không thể không nói, nữ hài tử này một khi đối nam sinh lên hứng thú, coi như hắn vẹn vẹn một cái không có ý nghĩa hộ vệ, cũng sẽ tràn ngập mị lực. Ha ha, chẳng qua chỉ là một cái cửa khách thôi. Cốc kẻ mà đòi ăn thịt thiên nga a. À. Chính lúc này, bên cạnh một người mặc ngân sắc tây trang quý tộc công tử đi tới, trong lời nói tràn ngập khinh thường. Người này chính là thần chi vương quốc võ thần quan thái rồng cháu trai. Tên là Teddy. Cái này Teddy bản thân không có có bản lãnh gì, nhưng là gia gia của hắn Thái Long, lại là toàn bộ thần chi vương quốc đứng đầu nhất lớn võ thần. Cũng chính là võ giả ở trong cấp bậc cao nhất tồn tại, bị toàn bộ thần chi quốc tất cả võ giả coi là như thần tín ngưỡng, một thế này linh giao chính là cái này lớn võ thần Thái Long đệ tử. Teddy công tử. Quả nhiên, gia hỏa này vừa xuất hiện, chung quanh những quý tộc này nháy mắt trở nên ảm đạm phai mờ riêng phần mình thức thời hướng sau lưng thối lui